Xin chào các bác. Cảm ơn các bác đã xem cái video này của chúng tôi. Hôm nay tôi quay cái video này mục đích để hỏi các bác một cái phương thuốc này mà tôi không biết là loại gì. Thì do là cái thanh này nó còn dài gấp 3 4 lần đây, nhưng mà tôi dùng thì nó gần hết rồi. Nhưng mà thấy nó hiệu quả nên hôm nay là mang đây hỏi các bác. Đây tôi hỏi người bán thì người ta nói là đây là một cái dây thuốc của Lào, có cái tác dụng chữa ho rất là tốt. Thì tôi đã dùng cho cháu nhà tôi chữa ho thì thấy cháu bị ho nhẹ, là dùng rất có hiệu quả. Chỉ dùng khoảng độ tầm 2 đến 3 hôm là đã thấy có cái chuyển biến rõ rệt. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay thì cái thanh này nó gần hết rồi. Nhưng mà cái người bán thì hiện giờ người ta bảo cái hàng này không còn nữa. Thế cho nên tôi đăng lên cái video này để nói về cái loại thảo dược này. Cái loại thảo dược này tên nó là gì tôi cũng không biết. Chỉ biết đây nó là một loại dây quá nhé, nó là một loại dây ở bên rừng núi đá của Lào. Đấy, thì tí nữa tôi sẽ chèn một số cái hình ảnh của cái dây, nó dài hơn một chút. Tôi chỉ biết là nó dài tầm 20 phân thôi, còn thực tế nó dài bao nhiêu tôi không biết, trong người ta bán chỉ còn có thế thôi. Đấy, thì các bác nào mà đi bên Lào nhiều hoặc là các bác biết về cái dây này thì các bác có thể cho chúng tôi biết đây là một cái dây thuốc chữa ho của Lào. Tên là gì tôi cũng không biết. Thì tôi thấy có tác dụng chữa ho rất tốt. Nếu mà biết được thì các bác có thông tin thì thông tin cho chúng tôi theo số điện thoại đang hiện trên màn hình các bác nhé, 0932 340 345, để chúng tôi lấy cái dây thuốc này để cung cấp cho mọi người uống và biết cách để chữa ho. Đặc biệt là dùng như trẻ con thì cái dây nó chỉ hơi đắng một chút thôi. Có thể pha tí đường hoặc tí mật ong vào nữa là rất là ngon. Muốn uống rất là dễ uống. Đối với người lớn thì ta có thể nhai một chút được, nó có vị hơi đắng một chút. Các bác nào biết thì xin liên hệ với chúng tôi nhé. Xin cảm ơn các bác đã xem cái video này của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin chào và các bác.